Đôi chân này đã đặt lên bao vùng quê, từ miền núi tới đồng bằng, để tìm được những viên ngọc quý trong kho tàng tri thức dân gian của Việt Nam, nhằm nâng cao đời sống của bà con. Mình nhìn từ xa cái này tốt lắm. Bàn tay này đã hướng dẫn bao y bác sĩ ở hàng trăm trạm y tế xã phường khắp cả nước cách chăm sóc sức khỏe cho người dân theo chuẩn quốc tế. Chứ đừng có đợi mà đói mà. Ít ai ngờ rằng chỉ cách đây vài năm thôi, quê hương Việt Nam vẫn chỉ là những điều xa xôi mơ hồ với những bạn trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ như Daniel Hoài Tiến và David Bảo Long. Không biết tiếng Việt, thậm chí không hiểu được ý nghĩa cái tên Việt mà bố mẹ đã đặt cho mình. Các bạn đã có thể chọn một con đường dễ dàng là làm việc tại Mỹ và quên đi gốc gác của mình. Thế nhưng, sau những lần trở về Việt Nam, cùng ăn, cùng ở, cùng đi gặt lúa, gánh nước, thậm chí cùng lên nương chống bão, tình cảm gắn bó đã thắp lên trong lòng hai bạn trẻ những ước mơ được đóng góp cho chính những người đồng bào của mình. Khi mà Tiến cùng ăn cùng ở với bà con thì nó thay đổi một cái tương tác giữa Tiến, quan hệ của Tiến với họ một cái rất là quan trọng. Thay vì là Tiến thấy họ lạc hậu hay là một cái gì đấy mà phải giúp đỡ, không, bây giờ mình thấy họ có những gì mà rất hay mà họ hơn mình một số điểm, mình có thể hợp tác với nhau thật sự. Họ dạy cho tôi là người Việt Nam là gì và bản chất của người Việt Nam là gì. Vì giống vậy mà tôi muốn là trả ơn lại cho họ, tôi muốn đem tất cả mấy cái kiến thức mà tốt nhất mà tôi thấy là hay nhất để đem về lại Việt Nam. Đi khắp đất nước và gom góp từng loại cây cỏ và giống bản địa, Daniel Hoài Tiến đang đem nhiều nông sản của bà con dân tộc vào những sản phẩm cao cấp để xuất khẩu. Còn David Bảo Long đã mang về Việt Nam dự án tổng trị giá 14 triệu đô la Mỹ để cải tiến chương trình giảng dạy bác sĩ đa khoa theo xu hướng nước ngoài. Thì đùa làm những điều tốt đẹp cho quê hương của cả David và Daniel chính là biểu hiện của lòng yêu nước, là tình cảm của mỗi người con Việt Nam với tổ quốc, quê hương.